quốc on rồi rách lệnh sinh nhất rồi quốc on rồi rách lệnh hai, thế là phải dùng hai. Lần hai thế nào phải đặt hai biến bộ à, ta đếm 1 2 3 có bốn relation, bốn relation thì hôm trước thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần, truy vấn mà cần n relation thì thế nào phải là cần tới là n chỉ một điều kiện. Chứ mà có bốn relation thì vậy là cái mệnh đề where chắc chắn là thế nào phải có ba cái điều kiện để nó kết. Chắc chắn là trong cái điều kiện where thế nào phải còn là có ba điều kiện để liên kết. Là thế nào phải có ba điều kiện chơi à, ngoài cái điều kiện nối kết thì là phải có cái điều kiện lựa chọn. Thì trong trường hợp này là dự án tên là B, dự án tên là C, do vậy có phải là ngoài hai điều kiện để nối kết ấy, thì còn phải có thêm hai cái điều kiện để lựa chọn không? Hai điều kiện để lựa chọn thì đơn giản là một điều kiện là liên quan dự án B, điều kiện hai lựa chọn hai là liên quan dự án phải à, dựa trên cái phần gợi ý của vừa rồi ấy, các em dành ra khoảng 5 phút rồi thì viết lại, em nào viết xong này thì có thể là post lên trên phần chat ấy, để lớp cùng tham khảo. Giảng lại không? Mục tiêu là chúng ta muốn là đi tìm ra nhân viên tham gia cả hai dự án B và dự án C. Thì đầu tiên là ta làm lập luận như là trước. Trước hết phải tìm ra được là những nhân viên tham gia dự án B. Rồi phải đi tìm ra được nhân viên tham gia dự án C. Muốn đi tìm nhân viên tham gia một dự án, mà nếu chúng ta chỉ dừng ở phần mã số, thì chúng ta chỉ cần dùng hai rồi lên sân là quốc con với rồi rách. Cho vậy là bên này phải là dùng quốc on rồi rách, nghĩa là cái relation quốc on và rồi rách phải được dùng mỗi một relation hai lần, tổng cộng thì thế nào phải là dùng tới bốn relation, mà bốn relation mà muốn bởi vì chúng ta đang muốn viết lại là theo liên kết n, mà n thì bản chất là gì, choi. Cho vậy là vậy có bốn relation thì phải có ba điều kiện để nối kết, ngoài điều kiện nối kết thì thế nào phải có lựa chọn. Điều kiện lựa chọn thì đơn giản là tên dự án là B và tên dự án là C, thì chỉ là hai điều kiện lựa chọn. Các em dành ra khoảng 5 phút viết lại ha. Em nào viết xong rồi thì có thể là post lên trên phần mục chat để cho lớp cùng tham khảo. À, lớp ơi, nghe rõ không em? Alo. Lớp nghe rõ không? Dạ có. Hả? Dạ ngày 5 phút được rồi, giờ viết lại ha.
Có bạn nào viết lại như này thì chép lại ha. Cái câu truy vấn có bạn nào viết lại như này. Thử thử ha. Kết quả nó cũng là 5 người. Lập vào luận đơn giản nhé. Ta dùng quốc on lần thứ nhất. Rổ rách lần thứ nhất là mục tiêu để ta tìm ra được là những cái người tham gia vào cái dự án thứ nhất là dự án B. Do vậy điều kiện thì có phải như nhau không? Tham gia vào dự án thứ nhất là dự án B. Sau đó là ta dùng quốc on lần thứ hai rồi rách lần thứ hai để tìm những người tham gia vào dự án thứ hai là dự án C. Dự án thứ hai là dự án C. Và đương nhiên là phải liên kết lại là theo điều kiện em. Như vậy có phải là thế nào phải tìm cách để liên kết được hai cái phần này lại nhau. Tìm cách là liên kết được những người tham gia dự án B và những người tham gia dự án C liên kết lại nhau. Lập luận đơn giản nhé. Chúng ta đang muốn là đi tìm những người tham gia cả hai dự án. Mà nếu là tham gia cả hai dự án thì có phải là phải cùng một người không? Đó này nha. Chúng ta đang muốn đi tìm ra những người tham gia cả hai dự án là dự án B và dự án C. Dừng ở phần này á, thì chúng ta đi tìm ra được là tham gia dự án B. Ok, là tham gia dự án C. Vậy là bây giờ muốn là tham gia cả hai á, thì có phải là phải cùng một người không? Cùng một người. Bây giờ tham gia hai đó. Vừa cái này vừa cái kia. Nếu như là cùng một người thì lập luận đơn giản á. Có phải là mã số nhân viên nằm trong vụ con một so với là mã số nhân viên nằm trong vụ con hai, thế nào nó phải là bằng nhau không? Thì nó mới là cùng một người. Rồi nhìn lại điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai ba, điều kiện thứ năm thì có phải chính là cái điều kiện choi không? Điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ ba, điều kiện thứ năm có phải là điều kiện choi không? Còn hai điều kiện là số 2 với số 4 này thì có phải là chính là cái điều kiện lựa chọn không? Cho vậy là câu cách viết mà của bạn bạn Nhi chính xác. Sau đó có phải chúng ta chỉ cần cần chúng ta đọc lại, đọc trong của con một cũng được mà trong của con hai cũng được. À, thì ta sẽ có được là những nhân viên tham gia cả hai dự án không? W1, B1, W2, B2. W2 là xin lỗi, cái này là W2. Cái câu truy vấn là 10.3 viết lại theo cái dạng en này còn có điểm mà chưa rõ không? Thì thông qua ví dụ này thì có cái lưu ý đầu tiên này. Chúng ta quan sát là nếu như là một relation mà nó được dùng nhiều hơn một lần
Ví dụ như của con, ví dụ như là giờ rách, được dùng nhiều hơn một lần. Thì trong trường hợp hợp này, cái việc đặt cái biến mộ W1, W2 này là trở thành bắt buộc. Còn ở trong những trường hợp trước, nếu như là nó chỉ được dùng một lần, của con một lần, giờ rách một lần, thì cái việc đặt biến mộ này là không bắt buộc. Nếu mà ta không có đặt W, chứ mà không có đặt P, thì có phải chúng ta chỉ mất công là ta phải ghi tên dài là TBL quốc con hay là TBL rồi rách hay. Còn trong trường hợp dưới, khi mà xuất hiện nhiều hơn một lần trong bệnh đề form, có nghĩa là được dùng nhiều hơn một lần, thì bắt buộc thế nào phải là dùng cái biến mộ. Chuyển vào vấn đề số 2, các em làm sao chưa? Cho biết những dự án có từ hai thành viên trở lên. Alo, lớp nghe rõ không em? Dạ rõ thầy ơi. Đi tìm những cái dự án có từ hai thành viên trở lên thì sẽ gợi ý như này. Hồi học cái chương 2 chúng ta có cái bài tập, thì trong bài tập đó có một cái câu truy vấn nhỉ. Đi tìm những hạt đích sai xuất hiện từ hai lần trở lên trong BC. Hay là thầy có cho ví dụ, thầy nói là đi tìm trong cái phòng cái loại thiết bị nào xuất hiện từ hai lần trở lên. Vì vậy là về logic thì nó có giống như là đi tìm ra những cái dự án nào có từ hai thành viên trở lên không? Xuất hiện từ hai lần trở lên thì có nghĩa là có từ hai thành viên trở lên. Còn nhớ là khi mà truy vấn để tìm ra những cái hạt đích sai xuất hiện từ hai lần trở lên, hay là đi tìm cái thiết bị nào xuất hiện từ hai lần trở lên, thì chúng ta làm như thế nào, còn nhớ không? Còn nhớ không? Có phải là thế nào, ta phải là đem từng cái dòng trong relation BC này, chúng ta nối với là từng cái dòng trong relation BC kia, có nghĩa là cái relation BC sẽ phải được dùng hai lần. Chúng ta nối là chúng ta đi so sánh theo cái điều kiện nó phải cùng loại, đúng không? Phải phải cùng loại và khác chính nó thì nó mới xuất hiện hai lần. Nó phải cùng loại và khác chính nó thì nó mới xuất hiện hai lần. Như vậy là bây giờ vận dụng tương tự. Các em quan sát có phải là trong relation quốc on cho chúng ta biết được là mỗi một dự án có bao nhiêu thành viên tham gia. Bởi vậy là bây giờ muốn là đi tìm cái dự án nào mà có từ hai thành viên trở lên, thì có phải là thế nào, có phải là dùng relation work-on này hai lần không? Đúng không? Đây giống hôm trước đó, khi mà đi tìm ra những hạt đích sai xuất hiện từ hai lần trở lên trong PC, thì có phải là thầy vẽ trên bảng thì giả sử là thầy có hai cái. Thế là thế nào phải dùng relation đó hai lần? Dựa vào cái ý vừa rồi thì chúng ta sẽ dành ra khoảng 5 phút ta viết lại thử. Nghĩa là thế nào phải dùng relation quốc on hai lần. Sau đó phải là đi so sánh, nó phải cùng loại và khác chính nó thì mới là xuất hiện từ hai lần trở lên. Lớp ba nghe rõ không em? Dạ rõ thì Dành ra khoảng 5 phút rồi ngồi về viết thử nhé.
mà nào mà viết xong rồi thì có thể là bot đẩy đưa lên trên phần chat á, thì xem lại. Alo, có em nào xong chưa? Dạ chưa thầy. Chỉ cần là mô tả thôi mà. Cụ thể phải có phải đây chỉ cần đơn giản nhé, form thì chúng ta dùng hai relation vì vì là thông qua quốc on ấy, thì cho chúng ta biết được là mỗi một dự án có bao nhiêu thành viên tham gia, có những người nào tham gia, cho nên bằng cách là chúng ta dùng hai quốc on. Và nếu là dùng hai quốc on trong một cùng một truy vấn thì bắt buộc là chúng ta phải đặt tên, đặt cho hai biến lộ với kép 1 với kép 2. Một dự án mà có từ hai thành viên tham gia thì có phải nó phải thỏa cái điều kiện này, nó phải là cùng một dự án, cùng loại ở đây thì có phải là cùng loại cùng mã số dự án không? Và từ hai thành viên trở lên có nghĩa là nhiều hơn một đó, thì có phải là mã số nhân viên tham gia phải là khác nhau không? Em từng cái dòng bên này nối với từng dòng bên kia rồi có phải là đi so sánh, thứ nhất là nó phải là cùng loại và khác chính nó. Cùng loại ở đây ấy, nhân viên khi mà tham gia vào dự án nó phải là cùng dự án, mà cùng dự án phải là V1 lấy rồi V number phải bằng với V2 lấy rồi V number,
và khác cái nó có nghĩa là cái người tham gia vào phải khác khác nhau. Rồi lấy VKF 1 lấy IMB SN phải khác với lại VKF 2 lấy IMB SN. Hỏi là bây giờ là phải đọc ra dự án là dự án nào. Như vậy có thể là ta lấy VKF 1 cũng được, bằng ta lấy VKF 2 cũng được, bởi vì có phải phải là row vector number nó đã bằng nhau rồi không? Đọc ra trở lại ha. 5. Không nào lý giải là tại sao nó lại xuất hiện ra lặp lại nhiều lần không? Quan sát kết quả trả về là tới đâu là 134 dòng, nó lặp lại nhiều lần thì cái mà lý giải nguyên do vì sao. Hello, tại sao ạ? Lớp nghe rõ không em? Chính xác á. Cái lý do có phải là bởi vì là một nhân viên thì có thể là tham gia nhiều dự án không? Như vậy bây giờ là muốn là không lặp lại thì bây giờ phải làm như nào? Chúng ta muốn là nó không lặp lại như này thì bây giờ chúng ta phải làm như nào? Học rồi ngay từ cái buổi đầu có liên quan tới cách viết lệnh truy vấn á. Thêm gì em? Còn nhớ không? Chính xác á, đích tính. À, trở lại không? Kết quả thì trả về cho ông ta là 5 dự án. Do bởi vì là không có nhiều thời gian, thành ra là những câu còn lại thì thầy không có sửa hết, thì sửa thêm một câu thôi. Bây giờ là câu số 7. Tìm nhân viên không có người phụ thuộc và tham gia vào dự án có tên là Dồi Ca. Thì thầy gợi ý quan sát đây, chúng ta thấy có là và thì chúng ta đang học cái phần có liên quan tới những cái truy vấn liên quan tới là ba phép toán trên tập hợp, phép hội, phép gia, phép hiệu. Thành ra là vừa rồi chúng ta thấy thì và thì nó tương ứng với là cái thao tác là tìm ra phần chung. Vậy có thể là dựa trên cái gợi ý như vậy thì có thể lập luận như giả sử nếu người ta tìm được cái tập thứ nhất là tập những mã số nhân viên, giả sử là chúng ta chỉ quan tâm tới là mã số thôi, nếu mà ta tìm ra được là tập hợp mọi mã số nhân viên tham gia vào cái dự án A, trước mắt là giả sử thầy gọi cái tập này là tập thứ nhất. Đó là nếu mà ta tìm được tập thứ hai nha, nhân viên không có người phụ thuộc, nghĩa là nếu như ta tìm ra được tập thứ hai là tập nhân viên không có người phụ thuộc,
này ha. Giả sử làm ta chỉ quan tâm đến là mã số này. Thì các bạn có đồng ý là nếu mà ta tìm được hai tập như này thì có phải chúng ta chỉ cần là đi tìm phần chung không? Lấy cái phần chung, lấy phần giao giữa T1 với T2. Thì có phải nó là câu trả lời không? Đi tìm ra những nhân viên không có người phụ thuộc và tham gia vào dự án có tên là Zoka. Thì nếu ta tìm được hai tập, tập thứ nhất là nhân viên tham gia vào dự án A, và tập 2 là tập những nhân viên không có người phụ thuộc. Phần chung hay là phép giao thì chắc chắn là nó có tính giao khoán. Nghĩa là lấy phần chung của T1 với T2 thì chắc chắn nó không phải là lấy phần chung của T2 với T1. Được không? Bây giờ muốn đi tìm cái tập thứ 2 là nhân viên không có người phụ thuộc. Thì có thể là làm ta lập luận nhỉ. Thế mà đi tìm hai tập hợp. Gọi là tập T21 với T22. Đầu tiên là ta đi tìm tập hợp cả mọi nhân viên. Sau đó là nếu ta đi tìm ra được là tất cả những nhân viên nào có người phụ thuộc. Tức là ta đem tập mọi nhân viên, rồi ta có cái tập là nhân viên có người phụ thuộc, thì có phải chúng ta chỉ cần là lấy T ha, lấy tập ở T21, tức là loại đi T22. Loại đi T22 có phải là tức là phần bổ. Phần còn lại có phải là tập những nhân viên không có người phụ thuộc không? Thầy diễn giải cái cách làm còn có cái điểm mà chưa rõ không? Alo. Hỏi lại không? Diễn giải cho cách làm thì còn có chưa rõ không? Lớp mơ nghe rõ không em? Dạ rõ thầy. Đây là dựa trên cái phần diễn giải này. Thì tức là các em dành ra hơn 5 phút các em viết thử. Bây giờ hồi nữa suy nghĩ kỹ để sang đây là ngoài cách làm như thế này còn có cái cách làm nào khác diễn giải nó đơn giản hơn nữa không? Đó là nha. Đây là một cách, ngoài ra nó còn có nhiều cách khác nữa thì nghĩ thử coi là còn có cách nào khác nữa không? Dành ra 5 phút làm nha. Bây giờ là 1 giờ 17 phút, tới 1 giờ 25 thôi nha.
Alo, lớp ơi, nghe rõ mẹ. Alo. Alo. Dạ em nghe thầy không? Đó này không? Cái cách làm này như này là thay vì là chúng ta dùng tí nhiều rồi sân thì chúng ta dùng càng ít càng tốt. Sau khi chúng ta lập luận xong thì chúng ta biểu diễn lại hay. Và cái cách khác thì lập luận đơn giản nha. Trong cái tập những nhân viên tham gia vào một dự án thì nó chỉ có hai loại nhân viên là có người phụ thuộc và không có người phụ thuộc. Do vậy là sau khi chúng ta tìm ra được là mọi nhân viên tham gia vào dự án A này, có phải chúng ta loại đi cái phần có người phụ thuộc thì phần còn lại là nhân viên tham gia vào dự án A và không có người phụ thuộc không? Còn do không có nhiều thời gian thì những cái câu còn lại thì chúng ta làm thêm. Buổi hôm nay thì chúng ta qua cái phần cách viết truy vấn mới, gọi là viết truy vấn con. Ê, ý tưởng đơn giản nhé. Alo. Thầy ơi, cho em xem là thầy kéo xuống cho em xem cái bài 7 đúng không thầy? Để có gì em sửa. Thầy vừa gửi trên phần chat rồi. À dạ. Cái cách viết truy vấn con thì người ta dựa trên một nguyên tắc đơn giản nha. Làm một cái công việc lớn thì nó khó. Thành ra là người ta dựa trên nguyên tắc chia để kỵ. Tức là làm một công việc lớn thì khó làm, quản trị một cái phần việc lớn thì khó quản trị. Thì đơn giản nhất là người ta chia nó ra thành nhiều phần việc nhỏ để người ta dễ làm hơn, người ta dễ quản trị hơn. Thì từ cái nguyên tắc là chia để trị này thì ví dụ là khi mà các em vận hành vào việc lập kênh á, thì chúng ta có khái niệm là ta đi viết module, chúng ta đi viết hàm. Nghĩa là từ một bài toán lớn người ta mới là phân rã nó ra thành là nhiều hàm, nhiều module. Thì cũng là vận dụng nguyên tắc chia để trị. Do vậy là khi mà viết câu truy vấn này cũng vậy, có thể là viết nó phức tạp, nó rườm rà, nó khó, thì tốt nhất là người ta tách ra thành là nhiều cái phần nhỏ để người ta làm. Và mỗi một phần nhỏ để làm thì sau này người ta sẽ lồng vào nó trong một câu truy vấn lớn hơn. Thì từng phần nhỏ đó được gọi là truy vấn con. Lưu ý nhất. Cái lưu ý thứ hai thì bây giờ thầy đặt câu hỏi nhé. Theo các em là kết quả của một truy vấn thì nó sẽ trả về gì? Kết quả của bất kỳ một cái câu truy vấn nào thì nó sẽ trả về gì? Alo, nghe đó câu hỏi không em? Dạ có. Thì thầy hỏi là kết quả của bất kỳ một câu truy vấn nào thì kết quả nó sẽ trả về gì? Các bạn nói là trả về danh sách hoặc nôn. Cái mà người ta nói là trả về danh sách thì em gọi tên nó là gì? Gọi tên là gì? Dòng hay là nói khác có phải là bất kỳ một cái câu truy vấn nào cũng phải là trả về một quan hệ không? Hồi chúng ta học chương 2 thì chúng ta có khái niệm là biểu thức đại số quan hệ. Vì vậy là khi mà lượng giá, khi mà chạy một cái biểu thức đại số quan hệ thì nó phải trả về một quan hệ. Và nghiệp lại có phải là lệnh truy vấn ấy, là hiện thực hóa biểu thức đại số của quan hệ không? Vậy là bất kỳ một cái câu truy vấn nào cũng vậy thì kết quả là nó phải trả về một quan hệ. Thì lấy ví dụ. Viết cái câu truy vấn giống như ở trên này.
Kết quả nó sẽ trả lại trong là cái dữ liệu giống như ở dưới. Cái dữ liệu giống như ở dưới này có phải là chúng ta gọi là nó là một một quan hệ không? Hay là nói nôm na có phải gọi là một bảng không? Hay ví dụ ta viết cái suy vấn giống như này thì kết quả cũng trả về cho ra một quan hệ. Hay là ví dụ là dụ giống là ta viết những suy vấn vừa làm ta vừa viết ấy. Thì kết quả nó cũng trả về cái dạng dữ liệu giống như này thì gọi là một quan hệ. Khi mà ta viết cái lệnh truy vấn thì cái dạng căn bản nhất thì nó có dạng gì? Select from where. Đây không? Cái dạng ta viết thì có cái dạng là select from where. Nếu như mà em nào mà có để ý kỹ cái lúc mà thầy đọc á thì thầy nói là form là chúng ta liệt kê từng relation, liệt kê từng quan hệ cần thiết. Rồi nói cái khác, trong cái mệnh đề form là cái chỗ mà ta được phép ta đặt vào relation hay là được phép ta đặt vào quan hệ. Mà truy vấn con thì nó trả về quan hệ. Vì vậy là việc đầu tiên chúng ta được phép chúng ta sẽ đặt truy vấn con vào bên trong mệnh đề form. Truy vấn con thì đầu tiên nó phải là truy vấn chứ, mà bất kỳ một cái truy vấn nào đều phải trả về quan hệ. Như vậy là cái chỗ đầu tiên mà ta được phép đặt truy vấn con thì chính là trong mệnh đề form. Bảng, bảng table bản chất chẳng qua nó là một quan hệ đã được lưu trữ. Hay là nói cái khác bảng thì có phải là một quan hệ đã được đặt tên không? Trong khi là truy vấn con thì là trả về quan hệ, trả về relation chưa có tên. Vì vậy là khi mà ta đặt truy vấn con trong mệnh đề form á thì bắt buộc chúng ta phải đặt tên cho nó thông qua cái việc chúng ta chỉ định một cái biến bộ. Đó là một chỗ sau này chúng ta được phép chúng ta đặt truy vấn con. Chỗ thứ hai mà ta được phép đặt truy vấn con là trong mệnh đề where. Chỗ mệnh đề where thì không phải là cái chỗ dành cho đặt quan hệ mà chỗ ghi điều kiện. Do vậy là trong trường hợp khi mà đặt truy vấn con trên mệnh đề where thì chúng ta không cần đặt tên. Bây giờ để hiểu rõ hơn cách làm thì thầy lấy trở lại ví dụ minh họa lại ví dụ bằng cách lấy lại ví dụ trước như này. Hôm nay chúng ta có một cái câu hỏi đơn giản là đi tìm ra nhân viên thuộc về phòng phần mềm trong nước. Đặt cái câu hỏi là đi tìm ra nhân viên của phòng phần mềm trong nước thì cái cách mà người ta viết như này là viết theo dạng nối kết. Mà nếu là viết theo dạng nối kết thì nói cách khác nó không có tự nhiên. Viết một cách tự nhiên nhất thì người ta vẫn là vận dụng theo cái cách chia để kỵ. Lập luận đơn giản nhé. Bây giờ muốn là đi tìm ra nhân viên của phòng phần mềm trong nước. Mục tiêu là ta muốn là đi tìm ra nhân viên thuộc về phòng ban có tên là phòng phần mềm trong nước. Thì đầu tiên á phải biết được là cái phòng phần mềm trong nước này nó là phòng nào. Được biết không? Cái là ta chia việc ra. Việc đầu tiên là phải xác định coi là cái phòng phần mềm trong nước này nó là phòng nào. Biết nó là cái phòng nào rồi. Thì sau đó chúng ta mới là đi tìm ra những nhân viên thuộc về phòng này sau. Do vậy là bây giờ muốn là đi tìm cái phòng phần mềm trong nước nó là phòng nào. Thì chúng ta quay trở lại cái diagram, ta thấy là đơn giản nha. Chúng ta chỉ cần là truy vấn ở trên relation địa phòng ban. Chúng ta tìm ra cái phòng ban có tên là phòng phần mềm trong nước. Và để biết nó là phòng nào thì cũng phải chỉ cần là đọc ra địa phòng ban number.
Đây là biểu diễn lại. Chỉ cần là truy xuất trên regression điểm bằng măn. Đi tìm cái phòng ban đang quan tâm tới là phòng phần mềm trong nước. Thì đi tìm cái phòng ban có tên là phòng phần mềm trong nước. Muốn biết đó là phòng nào thì có phải là chỉ cần đọc ra department number. Chúng ta sẽ thử cái phần lệnh ha. Kết quả thì trả về 1. Sau khi biết được phòng phần mềm trong nước nó là phòng nào này, thì chúng ta mới tiến hành là đi tìm những nhân viên mà có giá trị dép nôm bằng với kết quả vừa rồi. Thì có phải là tìm được nhân viên thuộc phòng phần mềm trong nước không? Thế là sau khi tìm ra được là phòng phần mềm trong nước mã số là bao nhiêu này, thì bất kể chúng ta mới tiến hành và đi truy vấn trong relation email và tìm những nhân viên mà có department number bằng với kết quả trả về bởi cái câu truy vấn này. Rồi đơn giản bằng cách chúng ta đặt cái cặp ngoặc tròn mở đóng, chúng ta biến nó thành chuyến cột. Thì có phải là ta biết được là nhân viên nào thuộc về phòng phần mềm trong nước không? Vậy là khi mà chạy ấy, thì đương nhiên là ta phải chọn toàn bộ. Và khi mà thực thi ấy, thì đương nhiên là cái phần truy vấn con này phải được thực thi trước. Khi nó thực thi thì nó sẽ trả về giá trị cụ thể là 1. Vì vậy là mới thực thi cái câu chuỗi vẫn bên ngoài sau. Đi tìm ra những nhân viên có giá trị dép nôm là 1, mà có giá trị dép nôm là 1 thì có phải là thuộc về phòng phần mềm trong nước. Ha, đó là cái cách thức để ra lập luận. Thầy gọi lại cái câu chuỗi nó trên phần chat ha. Cái cách lập luận còn có điểm mà chưa rõ không em? Alo. Hỏi lại ha. Cái cách lập luận để viết truy vấn con còn có điểm mà chưa rõ không? Thầy ơi, thầy nói lại được không thầy? Em nghe không kịp thầy ơi. Lập luận một cái cách tự nhiên nhất nào. Bây giờ muốn là đi tìm nhân viên thuộc phòng phần mềm trong nước thì có phải đầu tiên vận dụng tối đa nguyên tắc là chia để trị, chia nhỏ ra làm từ phần một, thì việc đầu tiên có phải đi tìm, phải biết được là cái phòng phần mềm trong nước này nó là phòng nào, đúng không? Phải biết được là cái phòng phần mềm trong nước này nó là phòng nào. Sau khi chúng ta biết được nó là phòng nào này thì chúng ta mới tính tới chuyện là ta đi tìm ra cái nhân viên thuộc về phòng này. Không. Giống như là một cái người mà người ta chưa hề người ta học lại SQL, bây giờ yêu cầu người ta phải trả lời cái câu hỏi này. Các bạn có đồng ý là nếu mà vận dụng cái nguyên tắc chia công việc ra để làm thì đầu tiên thế nào người ta cũng phải nói cái phòng phần mềm trong nước này nó là phòng nào, phải là phải giải cái bài toán chứ không? Biết nó là phòng nào rồi thì mới đi tìm ra nhân viên thuộc về phòng này sau. Bây giờ muốn biết cái phòng phần mềm trong nước này nó là phòng nào thì đơn giản có phải chúng ta chỉ cần là đi truy vấn trong department, tìm cái phòng ban có department name là phòng phần mềm trong nước. Muốn biết nó là phòng nào thì phải chỉ cần đọc ra department number. Hay là nói cái khác, có phải là câu truy vấn này không? Sau đó biết mã phòng ban rồi thì người ta mới là đi tìm những nhân viên thuộc về phòng ban này. Thì phải chúng ta chỉ cần là đi tìm ra email mà có department number bằng với kết quả vừa rồi không? Do vậy chúng ta viết lại, đi tìm email
có điều một number bằng với kết quả vừa rồi. Vì vậy là về cú pháp ấy, thì chúng ta sẽ biến cái câu chữ này thành chuyên ngọt. Chúng ta chỉ cần là đặt cái và cặp một con học tròn mở đóng. Và khi thực thi thì hẳn nhiên là ta phải chọn toàn bộ. Và khi thực thi thì đương nhiên là cái phần truy vấn con này nó phải được thực thi trước. Thực thi rồi thì nó sẽ trả về cho chúng ta là map phòng bàn. Sau đó là nó mới chạy truy vấn bên ngoài là đi tìm ra được là nhân viên có đi department number bằng với giá trị một thì chính là những nhân viên của phòng phần mềm trong nước. Còn có chưa chưa rõ không? Alo. Cứ hiểu cách làm đấy em, còn những cái phần chi tiết rất là tính sau em. Đó là nha, cứ hiểu là cách làm, còn những cái phần mà nó có trả về nhiều hơn một hay là thì lát nữa thầy giải thích cụ thể sau. Mà hơn nữa là không những giải thích cụ thể, thầy còn giải thích rõ là cái nguyên do vì sao nữa. Các em dành ra thì gọi cái truy vấn này gọi là truy vấn zero. Các bạn dành ra ít phút viết ra hai câu truy vấn này cũng là theo dạng cũng không viết lại là theo dạng chuyến con nha. Lấy lại hai câu truy vấn mà hôm chúng ta viết rồi á. Đi tìm ra người phụ thuộc của nhân viên có tên là Marian. Và chuyến thứ hai là đi tìm người phụ thuộc của nhân viên thuộc phòng phần mềm trong nước. Đây bảo là ta phải viết hai câu truy vấn này là theo dạng chuyến con. Ý không? Muốn trả lời cho cái câu truy vấn thứ nhất theo dạng truy vấn con ấy, thì đầu tiên là phải biết là Marian nó là ai, sau đó là mới tính tới là đi tìm người phụ thuộc của Marian. Tức là trả lời cho truy vấn thứ hai thì đầu tiên là phải biết được là phòng phần mềm này nó là phòng nào, phải là chia việc ra để làm không. Sau khi biết được là phòng phần mềm nó là phòng nào này thì mới đi tìm ra nhân viên thuộc phòng đó, có được nhân viên rồi thì mới tính tới chuyện là đi tìm người phụ thuộc vào những nhân viên này. Nghĩa là có phải bản chất là ta vẫn tối đa cái nguyên tắc chia để chị không à, dành các em dành ra khoảng 5 phút rồi viết lại ha, viết hai cái câu truy vấn. Em nào mà viết xong xong cái truy vấn thứ nhất này thì có thể là gửi lên trên trên phần chat ha. Thì nó lại em nào mà viết xong cái truy vấn thứ nhất rồi á thì có thể là post lên trên cái mục chat để cho các bạn khác cùng tham khảo.
Câu số 1 này có em nào viết xong chưa? Câu 1 thì có phải đơn giản như thế này không? Đầu tiên là phải biết được là Mai Duy An là nhân viên nào, nó là đứa nào. Muốn biết mà là Mai Duy An là nhân viên nào, là ai ấy, là đứa nào thì có phải là chỉ cần là truy vấn trong thời gian là in đi. Đúng không? Tìm cái người nhân viên có email bên em là gì? Mai Duy An. Muốn biết là đây là nhân viên nào là ai thì có phải là chỉ cần đọc ra mã số nhân viên không? Chúng ta chạy cái phần công việc nhỏ trước. Biết Mai Duy An là ai đây? Thì bây giờ ta mới là đi tìm những cái người phụ thuộc của Mai Duy An. Mà muốn là đi tìm người phụ thuộc của Mai Duy An thì nhìn lại có phải chúng ta chỉ cần là truy vấn từ relation dependent tìm những cái người phụ thuộc nào mà có EM parent bằng với kết quả vừa rồi không? Như vậy là chúng ta biến cái câu truy vấn này thành chuyên con mở ngoặc đóng ngoặc trong một dependent. Tìm những cái dependent nào mà có EMBSN bằng với kết quả trả về bởi câu truy vấn này. Nói chung chung thì có thể làm ta đọc ra toàn bộ. À, chết thật không? Thì gửi cho cái phần cái truy vấn số 1 ha. Các bạn lấy lại trên cái phần chat ha. Bây giờ là có được cái đi tìm ra được là người phụ của Mayuan này. Biết cách là đi tìm ra là nhân viên của phòng ban này thì có phải là chúng ta phối tìm cách chúng ta phối hợp hai câu truy vấn này thì chúng ta trả lời cho được chuyến thứ hai không? Đầu tiên này. Thế là phải đi tìm cái phòng ban là phòng phần mềm trong nước nó là phòng nào để đi tìm ra nhân viên. Tìm phòng ban là phòng phần mềm trong nước nó là phòng nào rồi sau đó là đi tìm ra nhân viên của phòng ban đó có phải là cái truy vấn tức là đang gọi là zero. Tìm ra được những nhân viên này thì bất kể là mới tính cái chuyện là đi tìm những người phụ thuộc. Thì tương tự giống như truy vấn số 1, có phải là ta biết cách là ta đi tìm ra người phụ thuộc của nhân viên này. Thì có phải là trong trường hợp này, chúng ta biến cái câu truy vấn này thành chuyên con không? Chạy thử câu truy vấn này không? Kết quả ra này. Các em nào lý giải được nguyên do vì sao có lỗi không?
Thầy gửi cho cái truy vấn thầy vừa viết không? Có bao nào lý giải được là nguyên do vì sao là khi mà ta chạy cái câu truy vấn mà ta vừa viết đó, nó sinh ra lỗi không? À, lấy sao thì nghĩa là như nào em? Hồi học chương 2 á, phải không? Hồi học chương 2 còn nhớ khái niệm là thầy có nói tới khái niệm vô hướng hay là tiếng Anh là Kala, so với là vector thì vô hướng vector thì khác nhau gì? Nhớ không? Vô hướng có nghĩa là không có hướng, mà không có hướng thì có nghĩa là nó chỉ được biểu diễn bởi một phần đấy. Biểu diễn duy nhất bởi một phần đấy. Còn khi mà ta gọi là vector, vector có nghĩa là có hướng, mà có hướng thì có nghĩa là nó phải được biểu diễn bởi nhiều hơn một phần. Là biểu diễn lại nhé, thế nào nó phải là được biểu diễn bởi nhiều hơn một phần. À, thì gọi là vector. Vậy là khi mà ta viết cái câu truy vấn mà muốn là đặt công mệnh đề que thì bắt buộc là cái câu truy vấn này chỉ được phép trả về một Kala thôi. Thế này không? Cái câu truy vấn con mà ta muốn là đặt vào trong mệnh đề que thì cái truy vấn con này là chỉ được phép là trả về một Kala thôi. Cái bà quan sát viết cái câu truy vấn con lồng ở mãi ở phía bên dưới này thì nó trả về là một Kala. Nhưng mà là cái câu truy vấn mà ta select sao à? Có phải là nó trả về một tập hợp nhiều vector, hay là nói nôm na dễ hiểu mỗi một dòng có nhiều phần thì mỗi một dòng là một vector ha? Thì khi này là chúng ta không được phép ta đặt vào trong mệnh đề que, mà bắt buộc là ta chỉ được phép là trả về một Kala thôi. Như vậy là chỗ này thay vì là chúng ta lấy toàn bộ thì có thể chúng ta lấy em bè SNN. Có phải là nó trả về là một tập hợp nhiều Kala thì vẫn là trả về Kala, thì chúng ta được phép chúng ta đặt vào trong mình để quẹt. Lại không? 5. Vẫn còn lỗi. Thầy gửi cái thông báo lỗi nha. Đọc cái phần thông báo lỗi á, thầy gửi ở trên phần chat á. Xem coi là nghĩa nó là cái gì và lỗi thì nguyên do nó nằm chỗ nào. Cái mà đọc ở trên cái khung chat á, thì vừa mới gửi cái mã lỗi á, xem coi là lỗi đó nghĩa là cái gì, cái thông báo lỗi đó là nghĩa là gì và phán đoán gọi là lỗi nằm đâu. Tại vì là sau này viết chuyên con thì hai cái lỗi vừa rồi là hai cái lỗi gì thường gặp nhất. Như vậy là các bạn trả lời là trả về nhiều hơn một giá trị, như vậy là lỗi thì phán đoán nằm chỗ nào?
Có một cái thông báo là có một cái truy vấn con nó là trả về nhiều hơn một giá trị. Muốn biết thì bây giờ chúng ta thử. Cái câu truy vấn con lòng ở cuối cùng thì nó trả về duy nhất một giá trị. Và là cái câu truy vấn con lòng ở phần thứ hai á, có phải là nó trả về một tập hợp nhiều giá trị, một tập hợp hợp nhiều cala không? Được biết không? Vì vậy là có cái lưu ý như này. Nhất là truy vấn con muốn đặt đặt trong mệnh đề que thì đầu tiên là nó phải trả về cala trước thì mới được phép đặt trong mệnh đề que. Thì trong trường hợp là nếu như nó chỉ trả về duy nhất một cala, tức là duy nhất một giá trị á, thì chúng ta được phép ta so sánh bằng. Còn nếu như mà nó trả về là một tập hợp nhiều cala, nhiều giá trị, thì chúng ta không được phép ta so sánh bằng. Và thay vì so sánh bằng thì chúng ta có một phép toán khác. Một lần ta mới đề cập lại, bất kể một cái câu truy vấn con nào thì nó đều phải là trả về một quan hệ. Và một quan hệ thì bản chất nó là gì? Tập hợp. Để câu truy vấn con nào vậy là nó trả về một quan hệ, mà quan hệ là gì? Tập hợp. Vậy là trong trường hợp là nếu như nó trả về là một tập nhiều cala thì chúng ta sẽ không so sánh bằng, và muốn so sánh thì chúng ta sẽ so sánh in. Như vậy là trong trường hợp này, cái truy vấn đi tìm ra mã số nhân viên của cái phòng ban, phòng phần mềm trong nước, nó trả về một tập nhiều cala. Vì vậy là muốn so sánh thì chúng ta phải thay vì so sánh bằng thì chúng ta sẽ so sánh in. Trở lại ha. Bây giờ thầy đặt câu hỏi nhé. Quan sát cái chỗ mà thầy đang chọn phép so sánh bằng, cái toán tử so sánh bằng, thì theo các bạn là bây giờ thay vì so sánh bằng á, chúng ta thay bằng in thì liệu chừng nó có chạy không? Lớp nghe rõ không em? Như vậy là nó chạy nguyên do vì sao chạy được? Nếu mà ta thay bằng in nó chạy thì nguyên do vì sao chạy được? Có phải vừa rồi chúng ta mới đề cập đấy, bất kể cái câu truy vấn nào thì luôn luôn bao giờ nó phải là trả về quan hệ, mà bản chất là quan hệ là gì? Tập hợp. Bản chất là quan hệ là tập hợp, đúng không? Thành ra là cho dù nó có trả về về duy nhất một cala thì nó cũng là gì? Tập hợp. Nó chỉ có điểm đặc biệt là cái tập này là chỉ có một phần tử ha, có trả về duy nhất một cala thì nó cũng là tập hợp. Như vậy là thay vì so sánh bằng á thì ta sẽ so in, thì chính là vì lý do này. Câu truy vấn con thì bao giờ nó cũng là trả về quan hệ, mà quan hệ là tập hợp. Do vậy là nói cái khác là chúng ta hạn chế tối đa cái việc chúng ta so sánh bằng. Vì là nếu mà so sánh bằng á thì nếu như mà kết quả dữ liệu nó trả về chỉ duy nhất một cala thì chạy. Còn nếu mà nó trả về là nhiều hơn một cala thì lại không chạy. Trong khi là chúng ta so sánh in á, thì cho dù nó có trả là về một cala hay là một tập nhiều cala thì trong mọi trường hợp đều chạy. Thì đó là lý do lý giải là tại sao là khi viết so sánh đối với truy con trong mệnh đề que thì người ta hạn chế tối đa cái việc là người ta so sánh bằng. Cái phần đầu tiên giới thiệu về truy vấn con, còn có chỗ nào chưa rõ không? Alo.
Thầy hỏi lại ha. Còn có chơi điểm chưa rõ không? Còn là cái bài tập cho ông ta như này. Ông ta những cái câu chú vấn ở trên đó, thì bây giờ chúng ta phải viết lại. Thay vì chúng ta viết theo cái dạng nối kết, theo dạng choi ấy, ha, thì chúng ta viết lại bằng cách chúng ta dùng chú ý còn. Thế này không? Thay vì chúng ta viết là theo dạng nối kết ấy, thì yêu cầu chúng ta viết lại bằng cách chúng ta dùng chú ý còn. Và nhớ lưu lại cái file ha, để buổi tới thì chúng ta chỉ cần chúng ta mở lại file thôi. Thì nhắc lại ha, nhớ là lưu lại file để buổi tới thì chúng ta lấy trở lại file thì dịch tiếp. Cái phần ở cuối thì nhắc lại nhanh thôi. Có một vài em buổi trước là chưa có điểm bài lớp 2, bài lớp 3 thì thầy đọc lại tên lại lại một lần. Sau đó là công bố lại cái điểm 2 bài lớp 2, bài lớp số 3. Thái Ngọc Thiện có không? Thái Ngọc Thiện. Đỗ Quốc Thịnh có không? Minh Thắng. Phần Minh Thắng con. Nguyễn Thái Bình. Nguyễn Thái Bình con. Ngọc Thệ là một. Quốc Thịnh là hai. Minh Thắng là ba. Thái Bình là bốn con. Cái ra về nhớ làm mà cái viết lại những câu chưa vấn vừa rồi, thay vì là viết theo dạng choi thì chúng ta viết lại theo dạng nối kết. Cứ nói đi em, cứ nói đi. Thầy nói lại cho em cái intercept được không thầy? Em không hiểu cái intercept đó. Intersect thì có nghĩa là lấy phần chung, lấy phần giao. Thì có muốn lấy phần giao thì em phải có viết hai cái câu chữ vấn, nó trở về hai tập hợp thì em đi tìm phần chung đó. À dạ, rồi. Ủa vậy 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 là nếu như dùng intercept là phải có hai cái mà select from where rồi hai cái đó luôn không thầy? Thì đương nhiên đã học từ buổi trước rồi mà. Dạ, tại bữa 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 em vô trễ em theo không kịp. Dạ rồi, em cảm ơn. À vậy ha. dạ dạ Thầy buổi học hôm nay thì ta dừng thế. Thầy chào cả lớp ha.